Hôm nay là ngày của mẹ á. Hưng tin chắc là bất kỳ người Việt Nam nào cũng sẽ dành thời gian và ngày này cho gia đình của mình, cho mẹ của mình. Hưng cũng vậy nữa. Hôm nay, năm nay Hưng chọn một cái giải pháp khác, một trò chơi khác để thực hiện một cái điều đặc biệt cho gia đình mình và cho má mình. Và cái người thực hiện cùng với Hưng là cũng như một cái đặc biệt luôn. Hello. Hello ơi. Đi với ba nè. Nha, Hello đi với ba nè. Đây là ba nha. Mà bất ngờ nha. Rồi, mình đi bất ngờ nha. Mà bất ngờ của ba nha. Cái nào ngon? Cá này ngon hả? Cái đồ ba làm. Cái nào chỉ miếng không? Đó, bây giờ cá bỏ đây nè. Cái lồ bóp của ba đi nha. Ôi trời. Chạy ra cái lồ. Để em đổ vô được không? Được. Em đổ vô. Ok, cần phải bớt dầu vào đây nha. Đây nè, để em đổ vô nha. Lấy đất này nè. Đây, rồi đó, để em đổ vô nè. Hai tay chứ, tay kia nó đâu. Rồi. Chỉ còn không nè, nó đổ xuống. Dơ rồi. Dơ rồi. Người sợ dơ, dễ sợ luôn nè. Hai hộp cá nha. Hai hộp cá. Ăn ba đi. Ba nha. Ăn cá cho nó tốt nha. Ăn dầu cho nó tốt. Ăn dầu cho nó tốt. Ủa, nó tốt. Đây, con này còn bỏ vô nhiều tiếp đi. Con chắc nha. Đúng trời ơi. Rồi đó. Xong nha, bây giờ mình bóp nha. Mình cho bóp nha. Cái này hả? Cái này hả? Bắt tay nhanh nhanh nha. Ủa này còn lấy gì vậy? Trời ơi. Ít thêm nha, ít thêm đạn nha. Rồi, lâu lắm rồi đó. No, too much. Mày không phải làm, mày không lo trộn nha. Sau đó mình làm viên 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 lại với nhà út mà lại có. Càng ít càng tốt nha, rất ít thôi nha, tính tiền nha. Ít thôi, nhiều lắm, too much. Ít thôi nữa là một chút. Rồi, đúng rồi, chính xác. Ngon quá, nghèo quá. Nó sẽ nước miếng luôn. Nước miếng sao, nước miếng sao? Nhiều quá, nhà nước miếng chảy miếng luôn hả? Trời ơi, trời, cái mặt kìa, thái độ kìa. Không thay đổi rồi, cái kỳ của dễ thương lắm mày. Không thay đổi hả? Rồi, mình sẽ cùng nhau nha, mình vo lại nha.
là xíu mại nha, món xíu mại nha, thịt và cá nha. Đây là nhà của mẹ, ba Hưng, mẹ là mẹ của ba Hưng đó. Má của Hưng, bà nội đó, là bà tặng cho nội nha. Ngày của mẹ thì đã có nhiều năm lắm rồi, nhưng mà hôm nay nó khác, năm nay khác mọi năm lắm. Vâng, vẫn hay tặng hoa rồi tặng quà đặc biệt riêng cho cô má của Hưng. Năm nay tôi cũng có cô lò làm để tặng cho cả nhà, cho má vui. Mọi người có thấy sự hợp tác của cô lò đó rất là dễ thương, và ông chịu làm cùng má Hưng lắm. Mấy cái cách mà mấy cái kiểu mà chơi hay làm những cái gì mà nó cùng nhau là ông rất thích, Hưng cảm động lắm. Nhưng bản thân Hưng làm lúc làm Hưng thấy có cô lò làm cùng mình, nó có những khoảnh khắc rất gia đình, đúng nghĩa mà nhiều năm trước đây Hưng bị trôi mất, bị thất lạc ở đâu đó. 5-6 năm gần đây thì Hưng đã tìm lại được cái khoảnh khắc vui vẻ của gia đình mình, một bữa cơm
đầm ấm, có thật và đúng nghĩa.